Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tăng cường nhưng lệch đông. Trong ngày và đêm nay, dự báo ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào. Riêng vùng núi cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30 cho tới 50mm, có nơi trên 70mm. Do vẫn còn những cơn mưa, nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 22 cho tới 24 độ, trời vẫn duy trì trạng thái rét nhẹ. Trong khi đó ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ mưa ít hơn, nhiệt độ trong ngày cao dao động từ 25 tới 27 độ. Dự báo đến khoảng ngày 7 tháng 11, một đợt gió mùa đông bắc tăng cường mới sẽ lại tràn xuống nước ta, khiến cho các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét sâu trở lại, với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống chỉ còn từ 16 tới 19 độ, vùng núi là từ 13 tới 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Lui xuống miền Trung, đêm qua và sáng nay khu vực đã có mưa vừa mưa to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa và Ninh Thuận có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 cho tới 80mm, có nơi trên 100mm. Đến trưa nay, mưa ở Bắc và Trung Trung Bộ đã giảm dần. Dự báo trong chiều tối nay, mưa các khu vực phổ biến dưới 10mm. Chỉ riêng khu vực từ Hà Tĩnh trở ra cho đến Thanh Hóa và vùng ven biển còn có mưa to với lượng xấp xỉ 50mm. Do mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ có tăng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là từ 25 tới 27 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là từ 27 cho tới 30 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, dao động trong ngưỡng từ 30 tới 32 độ. Đến ngày 8 tháng 11, không khí lạnh mạnh tràn về, Trung Bộ lại bước vào một đợt mưa diện rộng mới. Khu vực mưa lớn tập trung các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi. Ở phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn có mưa rông. Nhiệt độ ở Tây Nguyên vẫn dao động trong ngưỡng từ 29 cho tới 31 độ. Còn tại Nam Bộ, ngưỡng nhiệt là từ 31 cho tới 33 độ. Trên biển, trong những ngày giữa tháng 11, Biển Đông có thể đón một áp thấp nhiệt đới từ vùng biển Philippines di chuyển vào. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Nam, sau đó đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới này sẽ còn có thể thay đổi trong những ngày tới. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11, Biển Đông có thể sẽ đón thêm khoảng 2 cơn bão là số 9 và số 10. Cùng với việc không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên dự báo hai hình thế này sẽ tiếp tục gây mưa to đến đặc biệt to ở miền Trung.